Chào cô bác, anh chị em và các bạn. Hôm nay mình khuyên chia sẻ một món quê hương, đó là mắm nêm. Mắm nêm là một món rất dễ ăn bởi vì có thể ăn với lại bánh cuốn, bánh tráng, thịt luộc hoặc là cá nướng, cuốn bánh tráng. Nói chung là ăn rất là nhiều các món ăn như là thịt bò nữa, thịt bò nướng. Đây là cái mắm nêm mình mua nè, ghi là mắm nêm xay. Cái này mình sẽ mua ở tiệm Việt Nam. Để gần cho anh chị em và các bạn thấy hiệu Ngọc Liên hoặc là hiệu nào cũng được. Rồi cũng mua ở tiệm Việt Nam luôn. Cái này là cà pháo. Và ớt chua thì cái này mình mua ở tiệm Đức. Hoặc là nếu không có thì anh chị em và các bạn có thể sử dụng ớt bình thường cũng được. Đáng lẽ là mình làm cái ớt pepperoni nhưng mà không có, thì mình sẽ lấy một chút xíu cái ớt chuông đỏ luôn cũng được. Rồi hai củ tỏi, nửa trái thơm và một trái dưa leo. Cái này là khoảng 500g. Trước tiên dưa leo mình sẽ rửa sạch, sau đó cắt ra chẻ đôi. Rồi mình bỏ cái hột đi. Hột này ăn, đừng bỏ. Mắm nêm mình chấm với lại rau luộc ăn ngon lắm luôn. Rồi sau đó mình cắt dày khoảng 4mm. Cắt xéo xéo. Hoặc cắt ngang cũng được. Mình cắt đừng mỏng quá, bởi vì mỏng là nó không có giòn. Cái món này, cái dưa leo mình ăn nó giòn giòn mới ngon. Hôm nay Vành Khuyên sẽ chia sẻ cách làm nước mắm nè, rồi nước mắm chay. Anh chị em và các bạn nhớ đón xem. Chị em nào mình chưa đăng ký kênh để nhận thông báo đó thì đăng ký bây giờ. Bấm một cái chữ subscribe hay là đăng ký để mỗi khi mà Vành Khuyên đăng video mới thì mình sẽ nhận được thông báo vào coi sớm nhất, cũng như là không có bỏ lỡ cái video nào. Sau đó thì cho vô trong thao. Với cái lượng này, tức là khoảng 400g, mình cho một muỗng canh gạt ngang muối, khoảng 15g. Sau đó xóc đều, rồi để qua một bên, cho chút xíu nữa nó chảy nước ra. Tiếp theo, mình sẽ cắt cái thơm. Thơm thì mình lấy nửa trái. Thơm người ta còn gọi là khóm hay là dứa. Lúc này thì mình đi chợ mua thơm thiệt nhiều vậy luôn. Sau đó mình cắt như vậy nè. Cái mình bỏ vào trong tủ đông đá, để đến khi nào cần là lấy ra, mình có liền. Lấy ra từ trong tủ đá, mình rửa nhanh sơ qua để cho nó vẫn còn tươi, không thôi nó nhũng. Rồi sau đó cắt ra. Nếu mà nó còn cứng quá, chưa cắt được thì mình để khoảng 1 vài phút, 5 phút. Nó bây giờ nó cũng còn hơi cứng cứng, nhưng mà mình cắt được. Bởi vì là bên này không phải lúc nào cũng có sẵn để mình mua, và cũng không phải là lúc nào mình cũng đi chợ được. Do đó tất cả những cái gì mà mình muốn để lâu đó thì cho hết vào trong tủ đông đá. Đây là Vành Khuyên muốn trả lời cho một số bạn có hỏi là nếu mình muốn giữ tươi cái gì đó thì làm sao đó, tức là mình chỉ cần cho vào trong tủ đông đá thôi. Rồi đây có cái hộp nè, lấy ra bỏ. Sau đó mình sẽ cắt cho nó hơi nhỏ nhỏ lại. Tùy theo anh chị em và các bạn thích, cắt sợi cũng được hoặc là cắt miếng cũng được. Cái này tùy thích. Miếng như vậy nè cũng được luôn. Hoặc là cắt sợi. Sau đó cho qua một cái túi vải, tức là cái túi mà lọc để mà vắt dừa đó, để mình vắt bỏ cái nước này ra. Và không phải là mình bỏ đâu, mình để chút xíu nữa mình nêm vô đó. Chị em mình biết tại sao phải vắt không ạ? À? Tại sao mình không để nguyên mà mình phải vắt? Rồi lấy cái nước mình lại nha, đừng bỏ. Có
thể để chút xíu nó tan tan đó, mình vắt cho nó lấy được nhiều nước hơn. Sau đó cho ra tô. Cà pháo nếu mà nhỏ thì để nguyên, còn lớn có thể cắt thôi. Cái hũ này là 365g, mình sẽ lấy nửa hũ, cắt đôi hoặc là cắt vuông cũng được, hoặc không thôi mình cắt lát cũng được luôn. Ớt này nó có cái vị chua chua và cay cay. Tỏi ớt bằm nhuyễn hoặc là xay, mình xay cho nhanh. Nhanh ghê chưa. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, thì cái dưa leo mình đã thấy nó ra nước rồi, mình sẽ rửa vài lần để cho nó hết mặn, rồi vắt giống như là vắt thơm lúc ban nãy đó. Vắt xong mình còn có bao nhiêu đây thôi. Cho vào đây một muỗng canh đường 15-17g, trộn đều lại và ướp khoảng 15-20 phút. Làm cái bước này để cho dưa leo giòn. Nếu anh chị em và các bạn có thời gian thì ướp lâu hơn. Đây là cái món mắm nêm mình làm cấp tốc. Nếu như mà mắm nêm mà mình làm để lâu đó thì cũng có thể cho dưa món, dưa mắm á, hôm trước mình khuyên chia sẻ rồi, mình cho dưa mắm vô. Tức là cái này hôm trước mình khuyên đã chia sẻ cách làm dưa mắm rồi đó. Anh chị em và các bạn nào mình chưa làm thì có thể lấy video đó ra coi và làm được dưa mắm thì mình trộn nó sẽ nhanh hơn. Đây là dưa mắm mà mình làm xong mình cho trong tủ lạnh, mình để bữa nay nữa là 9 hay là 10 tháng gì đó, chút nữa mình coi thử cái thời gian nha. Hôm nay là lúc này là tháng 5 rồi, mình làm video chia sẻ năm rồi, sau đó mình cất vào trong tủ lạnh. Nó vẫn giòn rụm luôn và rất ngon luôn. Nếu như làm bằng cái dưa mắm lúc nãy đó thì rửa sạch rồi vắt ráo. Còn cái này sau khi ngâm đường nãy giờ nó ra nước nè. Bây giờ mình sẽ vắt một lần nữa cho nó ráo cái nước này đi. Sau đó trộn chung thơm, dưa, ớt, cà pháo. Trộn đều lại ớt này luôn, chung với lại tỏi. Mắm nêm sẽ làm tỏi sống và làm nhiều nhiều, cho đó nãy mình làm khoảng 3-40g luôn. Mình ướp để đây khoảng 5-10 phút trong lúc đi nấu cái mắm nêm. Mình cho 80-90g đường. Nếu khẩu vị người Nam thì có thể cho nhiều hơn một chút. Sau đó nấu cho đường chảy. Lưu ý là mình nấu cho nó chảy ra một chút xíu á. Khi nhìn thấy cái đường nó hơi chảy và nó hơi có khói vậy nè. Khi mình nhìn vô nồi mình thấy cái nồi nó hơi có khói một chút xíu như vậy đó. Như vậy nè, là tắt đi. Hoặc nhấc ra khỏi nồi, sau đó cho 30ml nước lạnh. Rồi nấu cho đến khi đường tan. Nâu nâu dần dần đó. Lưu ý là nó chỉ như vậy thôi, đừng có đậm màu. Rồi cái lò mình tắt đi. Nhớ tắt lò. Rồi sau đó mới cho cái nước chia thơm lúc nãy. Mở lửa nhỏ, thật nhỏ luôn, để không thôi nó trào nè. Và cho cái mắm nêm này vô. Nếu như ăn được mắm nêm sống thì có nghĩa là mình không có cho vô, nhưng mà do là ở nhà mình không có ăn được mắm sống, mình phải nấu. Trước khi cho vô này nhớ quậy lên, cái này nó sệt lắm. Ở dưới thì nó loãng, còn ở trên nó sệt á. Mình chế vào khoảng nửa chai.
Sau đó nâng nhiệt lên và nấu cho sôi. Để cho mắm nêm chín luôn đó. Và cho vào đây 1/2 muỗng cà phê bột ngọt nếu có ăn. Không ăn thì mình khỏi cho. Thì mắm nêm nó cũng sôi. Lúc đó mình tắt lửa và để cho thật nguội. Lưu ý là để thật nguội. Chị em và các bạn nhớ nha. Để nguội á. Sau đó ra tô. Và chờ mắm nêm nguội xong mình trộn vô trong đây. Vì là mắm rất mặn, do đó mình cho nhiều đường đó. Sau khi mình rờ mình thấy cái này nó nguội rồi đó. Nhớ là nguội không thôi là nó sẽ không có giòn nữa đó. Cái này có thể ăn liền, hoặc là cũng có thể để qua đến ngày mai mình ăn nó ngon hơn. Sau khi trộn xong rồi, mình sẽ cho vô hũ và để dành, bỏ trong tủ lạnh đó, tức là ngăn lạnh 5 độ C. Và khi ăn thì mình có thể lấy ra và trộn thêm một chút xíu đường và vắt thêm một chút xíu chanh nữa. Và đơn giản đó là mình sẽ ăn chung với lại cơm. Ngon ghê chưa nè. Cái này cho thiệt nhiều ớt luôn á, ăn cay mới ngon. Cái cà pháo nó giòn ơi là giòn. Còn dưa leo. Cũng rất giòn luôn. Món này cũng có thể ăn cùng với bún. Mình có bún mắm nêm. Và mình khuyên chúc toàn thể cô bác, anh chị em và các bạn thêm một món ngon cho gia đình, món quê hương. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại ở video kỳ tới. Mắm nêm cũng có thể ăn với lại gỏi cuốn. Dưa leo sau một tuần, nó vẫn giòn rụm.